Có đứa nó nói anh sao anh di nhập cái hũ gì giống cái hũ muối tiêu vậy. Cái nó trời ông nội ơi, đốt mỡ mà ông làm như quay protein vậy đó. Rồi bự, mùi vị này rất là ngon, cách pha rất là dễ tan. Nên nói về cái độ tan, nói về mùi vị, nói về đóng gói, nói về đẳng cấp thì thằng này không có gì để bàn cả. Xin chào các bạn đến với chương trình Review Sub của Duy Nguyễn. Thì Duy cũng có đọc cái comment các bạn feedback ở dưới những cái clip outlip. Thì các bạn có góp ý nói rằng là sao Duy pha luôn đi. Thì xin thưa các bạn, đây không phải là chương trình quảng cáo sub. Quảng cáo sub là một cái video ngắn, nó thời lượng chừng 2-3 phút gì đó do media làm. Nó nói tổng quan về sản phẩm, chức năng của sản phẩm, cái đó là quảng cáo clip. Còn cái này quảng cáo sản phẩm, còn cái này của Duy làm là review, tức là đánh giá những cái điều quan trọng nhất của súp và cái sự so sánh giữa các loại súp giống nhau nhưng mà giống nhau về công dụng nhưng khác nhau về cái hãng, hoặc là đánh giá về cái cảm nhận người dùng. Đó, đây là clip đánh giá, nên các bạn cứ tưởng tượng đi, không phải là giờ bỏ có khi nào như nãy bỏ vô pha lắc tan cái chuyện bỏ mỏ uống thì cái chuyện đó nó bình thường, cái súp nào nó cũng phải vậy cả. Nha, cái chuyện bây giờ bà đừng hỏi Duy ơi sao lắc sao tan. Hoặc là các bạn anh Duy ơi trong trong này có sản phẩm có thành phần gì? Không, thành phần là clip quảng cáo. Còn này là review đánh giá, chỉ nói sơ qua cái sản phẩm nhưng mà mình nói sâu hơn về cái cảm nhận nó và về cái những cái thế mạnh, cái đẳng cấp cũng như là cái cơ duyên tại sao có nó. À, trên tay là gì bạn? Trên tay là cái gì? Gì kệ nó, không phải là review nó. Mà này là phụ thôi. Đó, cái loại nhỏ nhỏ xinh xinh này Duy đã đưa biết bao nhiêu cô gái lên. Đường diệt mỡ. Nghe. Đó, trời ơi con gái mỡ bụng nhiều đúng không bạn. Cái này nó thiệt á. Này đốt mỡ dạng bột. Cái này là Duy ngày xài 2 muỗng nha. Này nó hay lắm. Mà thôi lỡ rồi nói luôn đi. Thêm clip nữa nha mấy em media. Chịu khó đi. Hôm nay tuần anh tha tụi em rồi thì giờ mình bào 3 clip nha. Cái này là Aquacrylin dạng bột dùng để đốt mỡ. Nó là một sản phẩm đốt mỡ nha. Rất là hiệu quả và rất là đặc biệt. Và nó đó thì nó nằm ở trong những cái dòng sản phẩm đốt mỡ dạng bột mà năm 2019 á BBT phân phối rất là nhiều. Sắp tới là Lipodynamic. Ghê chưa? Aquacrylin, thằng này nó có dạng viên nữa nha. Thằng này nó vừa có dạng viên mà nó vừa có dạng bột. Nhưng mà cái dạng bột là cái nó lạ, mà cái nó mới, mà cái nó hay. Cái này làm quà tặng là tuyệt vời. Bỏ túi quần đi thiệt á. Bạn mua thùng đi 12 hũ. Đó, vô tặng 12 con bạn. Bảo đảm tụi nó về tụi nó kể cho nhau nghe về bạn. Đó, quá đẳng cấp. Duy mơ tặng quà đâu mất tiền đâu, hũ đây mấy trăm ngàn, gần triệu bạc chứ. Tặng phát một ấn tượng quá trời luôn. Khui hộp làm luôn tại bữa nay tới giờ uống bạn. Nè, nói cho mà ghiền nè. Dạ má ơi, đói bụng rung tay luôn. Dạo này cố gắng gọi là xuống 2-3 kg mẹ. Ngồi văn phòng nhiều quá nó bự nha. Bột mạnh lắm, bột nó siêu mịn cái muỗng nè. Có đứa nó nói anh sao anh Di nhập cái hũ gì giống cái hũ muối tiêu vậy. Cái nó trời ông nội ơi, đốt mỡ mà ông làm như quay protein vậy đó. Rồi bự. À, một muỗng đổ vô. Rồi. Chơi. Đây nắp lại. Không. Rồi bạn biết nãy giờ nói chuyện ra hơi các bạn, biết gì không? Khát nước. Mà bây giờ á, gamer mà, khát nước là uống Fat Burner. Đó.
Không cổ rồi đó nha. Bây giờ thầy chơi nè. Lý do tại sao BBT phân phối và phát triển này? Tại vì đơn giản, nó là của RHB. Mà RHB là chiến lược, là người tình mới, không nói nhiều nữa. RHB là chiến lược, là người tình mới nha. Và thêm nữa đó là đối với đốt mỡ thì các bạn đã biết trên giang hồ nó tồn tại cái bộ ba thần thánh đốt mỡ rất lâu rồi đúng không? Bộ ba thần thánh đốt mỡ là lipo trắng đen thêm một thằng amino hoàn chỉnh. Thì khi mà uống bộ ba đốt mỡ vậy hoài á, các bạn nói Di ơi em bự quá, liệu trình của em 2 tháng rồi giờ nó chưa như ý nữa, em chơi nữa được không? Ô, anh cà phê mạnh thì chơi thì cũng được, nhưng mà cái vấn đề này nó tích lũy caffeine mà, hiểu không? Duy không biết là cái buổi tập của bạn nó xả hết caffeine chưa đó. Nếu mà cái buổi tập của bạn nó xả hết caffeine như Duy á, thì Duy uống thiệt chứ Duy uống bộ ba thần thánh 2 năm bình thường, Duy uống 2 ao lít 2 năm uống rượu hoặc cao 2 năm không nghỉ, thậm chí 2 năm gì uống từ lúc mà mở BBT tới giờ 7 năm rồi đó. Vấn đề là chúng ta làm hết được cái lượng caffeine đó. Còn các bạn khi các bạn tập mà bạn không làm hết lượng caffeine đó, rồi caffeine nó tích lũy lại. Nó tích lũy lại thì sau này á, thì chúng ta phải có thời gian nghỉ tháng để xả cho nó hết chứ mà. Thì đó, cái này dùng để xả trong trường hợp đó, hiểu chưa? Tức là bạn đã dùng bộ ba thần thánh 2 tháng rồi, bây giờ bạn muốn ngưng tháng để bạn, nhưng mà bạn vẫn muốn nó đốt mỡ tiếp. Cái này hoặc là lipo dynamic hoặc là lipo trắng, đó là những cái giải pháp, hiểu không? Nhưng mà cái dạng bột này nó lạ hơn cái dạng nước, nó ngon, cô lộn xin lỗi bạn, hơn dạng viên, nó ngon hơn, uống nó có bị mà. Nhưng mà cái điều quan trọng là uống vô nó có cảm giác liền, nó cho chúng ta một cảm giác sự tỉnh táo. Vậy thì tại sao dùng cái này làm quà tặng mà, hiểu không? Bây giờ nhân viên văn phòng buổi sáng nó xuống cà phê, đúng không? Uống cà phê có thể là dân nghèo thì uống Starbucks. What? Đó, còn dân giàu thì uống cà phê Việt Nam. Trường trường cái gì mẹ ơi, cái đồ Starbucks nước giảo không, nó có 5 đô lon thôi mày tưởng. Nó thật sự với Việt Nam mình nhiều khi bực mình ghê mà. Cái Starbucks đối với bên Mỹ á, là cái quỷ, nó giống như là cái kêu là cái gì ta, nó giống như là cái gì mà nó rẻ tiền á. Nó thiệt sự cái Starbucks là cái thương hiệu lớn, nhưng mà cà phê của Starbucks là cà phê thuộc dạng là bình thường, giống như uống nước. Còn nói về cà phê á, kiếm qua đi nha, các bạn cứ kiếm qua đi, qua cho các bạn, mang đến cho các bạn một cái chất lượng đẳng cấp của cà phê buôn mê. Nhắc mới nhớ nguồn trống cà phê trộn không biết pha ông nội, giờ không rồi. Dạo này mua đồ tặng nhiều lắm. Vậy thì á, cái này á, nó hoàn toàn nó thay thế được bạn một cái buổi cà phê buổi sáng mà đẳng cấp thôi, buổi cà phê buổi sáng rất nhiều. Đó, cái buổi cà phê buổi sáng của bạn là gì? Tỉnh táo và đốt mỡ, đúng không? Nhưng mà cái này nó cũng vậy, tỉnh táo và đốt mỡ, mà cà phê làm gì đốt nó cho vui thôi. Ly cà phê đen không đốt mỡ. Nhưng mà cái này nó không có cà phê nha mày. Cái này nó dạng giống như steam free vậy đó. Cái này thành phần chính của nó là mày nhìn thấy không? Đó, có trà xanh. Đó, giống như mình người đạo bên trà đạo uống trà thấy không? Có CLA, có eo cạt. Đó, có thêm mấy thằng nữa. Không có cà phê. Nên thằng này được quy vào dạng là đốt mỡ steam free. Nó giống như lipo trắng. Nhưng mà lipo trắng uống vô không cảm giác nha mẹ. Mấy cái thằng steam free uống vô không cảm giác. Nhưng mà bạn khi mà uống lipo trắng là tối bạn sẽ đi đái. Tại vì sao? Cơ thể mà nó hoạt động, nó trao đổi chất, nó tích ra nước, bạn phải đi xả nha. Còn thằng này thì uống bằng ngày không uống tối nha. Lipo trắng uống tối được, thằng này không uống tối. Tại vì thằng này á, mặc dù nó là dạng không kích thích, nhưng mà khi mà chúng ta uống vô đó, chúng ta vẫn có cảm giác. Cái cảm giác là do những cái chất trong đây nó mang lại nè, có thể là CLA, eo cạt nè, trà xanh, chứ nó không phải là kích thích của cà phê, nên không có sợ dư cà phê, hiểu chưa? Một ly này buổi sáng nó rất là quan trọng, nó quan trọng cực kỳ cái chỗ đó. Gì nhấn mạnh nó có thể hack được bộ bữa ăn. Thí dụ như bạn á, buổi sáng bạn chắc chắn mà phải ăn mới làm được, đúng không? Nhưng mà như nó thật với bạn, nó hắt cho bạn được một bữa ăn. Hắt là sao? Tức là tôi uống chứ tôi không ăn. Nên chúng ta hiểu cái câu này như thế nào cho đúng. Giống như bữa nay nè, Duy có một chuyện nhà bên quận 9 có vấn đề. Sáng dậy chạy bển giải quyết. Trên đường từ đây bển nó kẹt xe thấy mụ luôn. Chạy 2 tiếng đồng hồ mới tới. Trước khi đi, Duy quốc này. Chạy 2 tiếng, đâu đói đâu. Đúng không? Thì 2 tiếng nó đốt mỡ quá sướng luôn.
hai tiếng nó đốt mỡ quá sướng, nó giá trị nằm chỗ đó đó. Xong rồi qua tới bệt uống lean body, bộ ba bà làm không được đâu nha bạn. Cái dạng viên mà không làm được, dạng viên mà uống vô thì uống chút xíu phải ăn liền, còn cái dạng nước, cái dạng nước đó, pha ra uống vô nó cầm cự được cơn đói cho bạn. Cái đó chúng Duy tạm gọi là chúng ta hắt một bữa ăn nhẹ trong vòng 2 tiếng. Bạn nào yếu yếu được 1 tiếng cũng đỡ. Cái đó là cái lợi thế của dạng bột nha bạn. Không những dạng bột của Guanylin này mà nó còn là dạng bột của những thằng tiếp theo. Và sắp tới là về Lipo Dynamic. Nghe cũng khủng bố lắm, phải giỡn đâu. Năm 2009 là một năm mà nó phát triển rất là nhiều sản phẩm. 2019 nhìn cái gì lâu lâu lộn một lần thôi mà làm ghê, học dịch còn lộn. Năm 2019 là một năm mà phát triển rất là nhiều dòng sản phẩm. Sản phẩm nó đa dạng về mùi mà nó đa dạng về chủng loại. À, nên Duy cố gắng dành thời gian để trải nghiệm. Vậy thức này xài sao đây? Ngày tối đa 2 lần. Sáng 1 lần và bây giờ là 1 lần rồi bạn. Đúng không? Tập buổi tày chiều, tập buổi chiều. Công thức bạn tập chỉ có sáng với chiều thôi, đúng không? Vậy thì 1 lần bạn dùng trước tập, 1 lần còn lại dùng cách ra. Thí dụ Duy tập buổi sáng, sáng ngủ dậy là Duy quất muỗng này, xong rồi Duy làm gói lean, hiểu chưa? Duy làm gói lean xong rồi Duy đi uống ao lip Duy tập. Còn Duy tập buổi chiều á là Duy ăn sáng uống này, xong rồi uống gói lean ăn trưa, xong rồi tới chiều tập quất này. Duy hạn chế bữa ăn tự nhiên nhiều lắm. Nhưng mà khổ một cái đời ham ăn, tối nào ăn cũng ác hết. Cái đó là sự thật nha. Bây giờ khi mà các bạn là một cái người hoạt động trong lĩnh vực trí óc á, đó, tức là nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên đó, thì bạn sẽ cảm thấy là cái cuộc sống này thời gian rất là ngắn, mà chúng ta cần phải trải qua rất là nhiều cái công việc, những cái nhiệm vụ của một ngày, mà để chúng ta có được sự minh mẫn, sự tập trung đó đó. Nói những cái nó ngáp mới nói. Nãy giờ nó quay phim nó ngáp mười mấy cái rồi đó bạn. Thấy ứa gan không? Đúng không? Bởi vì cái thằng này là thằng của bắp, thằng không có tiền của Guaralin. Guaralin rồi vô. Phải uống cái gì? Aminolin rồi vô. Đúng không các bạn? Nên nó thấy cái cuộc sống nó khác nhau. Hai người hoàn toàn khác biệt. Một người quá tỉnh táo, một người quá tập trung, nói chuyện quá lưu loát, phản xạ rất nhanh, thần thái lúc nào cũng tươi tỉnh hết. Thằng kia nó vô làm nó ngáp, trời ơi nó ngáp từ đầu buổi tới cuối buổi luôn, ngáp như thằng nghiện vậy đó. Thì cái việc mà chúng ta là gamer tri thức, gamer văn phòng, nó cần phải có một cuộc sống nó tạm nó được, nó phải chất lượng, đúng không? Mà chúng ta phải có một cái cuộc sống chất lượng thì chúng ta mới làm được tiền. Chứ còn bây giờ như đó nó ngáp hoài vô làm được cái gì trời, đúng không bạn? Tập game tập không nổi nữa, vô ngáp hoài. Mà khi mà gamer mà đi làm lao động văn phòng, khả năng tích mỡ cao hơn người thường, ngồi nhiều bạn. Ngồi nhiều, ít vận động, cường độ vận động nó không có đều trong ngày. Bạn hiểu không? Đó, nên chúng ta cần phải tối ưu cái bữa ăn. Đó, tối ưu bữa ăn là một nè. Phải phối hợp các thực phẩm bổ sung cho nó đúng. Nhớ cái này là 1 ngày 2 muỗng nha. Nè, Guanylin nè, nó thật sự giờ là Duy xài luôn, Duy tạm ngưng qua thực phẩm. Xài này rất ok và làm quà tặng rất đã, bởi vì đi vô hát theo tặng đồ lắm á. Bởi vì nhiều khi mới mối quan hệ ngoài xã hội, gái gú này nọ cái kia là cứ tặng sấp không à. Tặng riết uống đẹp quá trời. Nãy giờ chúng ta đi qua giới thiệu một cái review một cái sản phẩm riêng lẻ đúng không? Tức là cách uống, cái mùi vị thì nó ngon như ao lip vậy bạn. Nó thật sự á, mùi vị này rất là ngon, cách pha rất là dễ tan, nên nói về cái độ tan, nói về mùi vị, nói về đóng gói, nói về đẳng cấp thì thằng này không có gì để bàn cả, đúng không? Nó quá tốt rồi. Một cái hũ nhỏ gì không à, 30 lần dùng, giá như mấy trăm ngàn quên. Cái này sale nó bán nó biết, nhưng review nó không biết bạn ơi, khổ vậy. Cái vấn đề quan trọng nhất là bạn không giá, đúng không? Không giá nhưng mà nó giờ thật sự bạn không biết luôn á, tại vì bây giờ công ty BBT nó bự rồi bạn, giá là mình hết quan tâm rồi. Hồi xưa công ty BBT nó nhỏ là mình làm giá luôn. Bây giờ giá là không bộ phận giá nó hỏi làm riêng luôn. Tự nó quất luôn à. Nên nhiều khi nó có event mà hỏi Duy có event gì không? Hên xui à. Event nào anh biết thì biết, còn event nào anh không biết thì thôi. Vậy thì một cái sản phẩm á, thường thường nó phối với những cái nào để cho nó mang một cái stack gọi là tối ưu. Thì thằng này là cái gì bạn? Đốt mỡ đúng không anh? Đốt mỡ là kiếm mấy bà con đốt mỡ nó phối chung cho vui.
CLA. Cái này giống như tặng phải cho bán là nó rẻ lắm. Thằng CLA này cũng đốt mỡ nha. Xài chung. Này siêu rẻ luôn, 200-300 ngàn nhìn hủ á. Rồi. Isobot. Thằng này là quay, đúng không? Quay mà quay đốt mỡ, quay Isobot nói nhiều lần rồi. Đó. Thằng này là quay mà vừa đốt mỡ luôn. Đúng không? Nó xài chung, thằng này xài sao tập. Nha, chúng ta xài thằng này sao tập. Nhưng mà thằng này chúng ta xài nè. Trong ngày, thằng này chúng ta xài trước tập. Và một thời gian khác, sau đó khoảng 8 tiếng. Nói chung cái nguyên tắc của xài Fast Burner thì chúng ta xài cách ra khoảng thời gian vậy đó, 8 tiếng, trong đó có một lần cố gắng trước tập. Nào nữa ta? À thằng này quá dữ rồi, thằng này là Aminolin. Thằng này không thể thiếu bạn, nói chung này là hai thằng này cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng, thằng này Duy sẽ nói vào clip khác nha. Nhưng mà thằng này là cực kỳ quan trọng, nó xài stack chung với thằng này. Hai thằng này sẽ cùng đi châu Âu với Duy nha. Còn thằng này ở nhà, thằng này tại châu Âu không có tập thì thằng này ở nhà. Còn thằng này rẻ tiền quá cho mày nhà luôn, đi hai này thôi. Nhưng mấy anh kia nữa. Còn khi quật cao, nói thiệt với bạn, về tự nhiên thằng RSB nó được nhập Việt Nam một cái, mấy hãng kia biết bán gì luôn mà. Gì nó không có đó. Thì quật cao nó có luôn nè. Đó, nguyên bộ. Fan RSB. Còn gì nữa không? Thôi như đây được rồi, như đây là sinh viên xài được rồi bạn. Không, nó thấy căn bản sinh viên xài như đây ổn rồi. Ổn à, còn cái RAMTI nữa. RAMTI thôi lỡ rồi bào luôn đi. Còn cái RAMTI nữa, đoạn 2 này luôn nè. Nói chung mà cái hàng RSB đường cái nó không có mắc, các bạn, nó rẻ. Nên bạn bào thoải mái là sinh viên xài ok. Nhưng chụp hình lại. À, bạn nào có được cái stack này nhiều khi có nhiều cơ hội lắm nha bạn. Tắt sinh viên. Đây, tắt sinh viên nha. Tắt sinh viên RSB. À, không, sinh viên nào mà muốn giảm mỡ nha, còn sinh viên mà muốn cái khác thì mình đổi chút đỉnh, mình bỏ mấy giảm mỡ mạnh ra mà để với mấy giảm mỡ nhẹ thôi. Tại vì giảm mỡ mạnh lần này giảm mỡ mạnh nè, mà chỉ có thằng này giảm mỡ mạnh thôi nha. Thí dụ cái stack mình có thay đổi được mà, ví dụ như thằng nào giảm mỡ mạnh thì nó mua này, không giảm mỡ mạnh cất này vô thành giảm mỡ nhẹ. Giảm mỡ nhẹ là gì? Là tăng cơ giảm mỡ đó bà, đúng không? Giảm mỡ nhẹ tùy bạn thôi, bạn mạnh thì bạn bỏ thêm này nhẹ rút này ra xong. À, tắt sinh viên. Trời, nó rẻ lắm, mình đừng có sợ bạn ơi. Dù vụ gì chứ RSB nó đầu mũi. RSB nó rẻ vì sao? Tại thứ hai á, là thứ nhất á, là RSB á, là nó mới vô Việt Nam. Thứ hai á, là RSB là chủ lực của BBT, phân phối độc quyền. Và cái thứ ba nữa đó, là cái vốn của BBT đổ vô RSB rất là nhiều. Hiểu không? Đó, đỡ nhiều để cho nó có chính sách giá tốt trong thời buổi ban đầu. Còn thời buổi sau nó có lên không biết nha. Nhưng mà bạn nào chơi với Duy Nguyễn rồi đó, bạn thấy có lên gì không? Đúng không? Đó, 7 năm có nào lên đâu. Rồi thêm cái nữa, nói tiếp, chia sẻ trải nghiệm. Các bạn nào mà uống mấy Fast Burner, cái chuyện đi đái nhiều là đã nha. Không phải vậy đâu. Khi mà các bạn uống Fast Burner, các bạn đi đái nhiều là nó đã. Bạn nhớ cho Duy, đái nhiều đốt mỡ. Đái nhiều đốt mỡ được có cải nha. Nó có rất cái nhiều cái lý giải tại sao đái nhiều mà đốt mỡ. Đó, bạn nào theo dõi vlog của Duy 4-5 năm về trước thì bạn đã hiểu được 70% câu chuyện rồi đó. Đó, cuộc đời chúng ta được lợi ăn, lợi tiểu là ok. Lợi ngủ nữa. Đúng không? Cuộc đời thì vậy thôi cái gì. Một, ăn ngon, ngủ ngon. Đó. Cần có chỗ xả. Đó. Xả lũ, thằng mới đi này nó quay cái biểu cảm hoài. Đó. Ví dụ như bây giờ bạn tưởng tượng cái bạn uống càng ít nước bạn càng đốt mà khó nha, nên nói thiệt. Cái thời điểm á, mà Duy uống một ngày 15 lít nước thì đốt mà tốt hơn giờ. Bây giờ làm như nó bận quá làm biếng uống nước luôn mà. Giờ còn có 8 lít. Chắc phải nâng lên 10 lít mà. Khi bạn uống nước nhiều, cơ thể bạn sẽ trao đổi chất nhiều, nó dùng cái calo đó để nó trao đổi chất. Calo đâu? Calo trong mỡ. Mà muốn móc cái calo đó ra phải có gì, phải có Fast Burner. Mà Fast Burner lại thêm thúc đẩy cái đó hoạt động nữa. Nó xào tới xào lui, xào xuôi xào ngược. Bạn vừa tập gym, bạn vừa nói nhiều, bạn vừa thở mạnh, rồi bạn vừa làm này làm kia, bạn vừa đi tiểu nữa. Đốt mỡ tự nhiên nó nặng vậy đó mà. Nghe. Nên giờ nãy giờ nó cũng hơi sắp rồi nè. Nhưng mà không sao, ghiềm được, bạn ghiềm được. Đó. Nên các bạn đừng có sợ. Các vitamin uống tiểu sao vàng. Rồi đây,
Biovite, vitamin uống tiểu sao vàng chắc chắn nha. Uống vitamin tiểu không vàng là vitamin giả rồi. Đó, đó là những cái dấu hiệu mà bạn nhận ra. Còn cái thằng này không làm mất ngủ, thằng Quaralin này không làm mất ngủ. Thằng Quaralin này nếu mà nói thật với bạn, bạn không nhiều mỡ, bạn cũng vẫn có thể xài. Bạn vẫn thể xài nó mục tiêu dành cho sức khỏe, dành cho cái sự tỉnh táo và độ tập trung. Đúng không? Cái năng suất của bạn á, ví dụ như một ngày bình thường, bạn nhân viên văn phòng, bạn dùng Quaralin đi, cái năng suất bạn làm việc phải là 1.5 lần bình thường. Chắc chắn với bạn. Sáng bằng đề ba ăn muỗng, chiều bằng đề ba ăn muỗng, suốt buổi làm mà rất tỉnh táo, ít sai lầm. Nó thật sự nó làm vậy. Nào, cái đốt mỡ là cái về sức khỏe, cái về gym, còn nó có cái về cuộc sống nữa. Mà Duy Nguyễn là gì? Cha đẻ của triết lý gym phục vụ cuộc sống. Nghe. Gym tôi cũng cần, mà cuộc sống tôi cũng cần. Và thấy không, cái sự nãy giờ Duy nói chuyện với các bạn, đầu livestream vô Duy rất là buồn ngủ. Ô lộn, xin lỗi bạn, đầu vlog vô Duy rất là buồn ngủ. Khát nước nữa. Nó nói không có thần. Mà nãy giờ bạn thấy không? Nói chuyện nó phải rõ ràng, nó phải tỉnh táo. Nếu mà không có được sự tỉnh táo, nói lấp liền. Nó, tại sao Duy Nguyễn đam như thánh? Nhất là lúc uống ao líp á, không uống này. Nói chung uống những cái thằng nào á, có chức năng giúp cho chúng ta sự củng cố cái sự gọi là tập trung, sự minh mẫn và sự nhạy bén. Đó, nó có dòng, những cái dòng súp nó phục vụ như vậy. Đó, nên các em xài súp thì các em phải hiểu súp. Chứ các em không phải xài súp cứ tối ngày cắm đầu cạp vô quay. Whey protein nó chỉ là một trong nhiều loại súp thôi. Cuộc sống này nó không, nó cần sự hoàn chỉnh, em hiểu không? Nó cần một sự cân bằng. Chúng ta khỏe mạnh trong phòng gym, nó chúng ta đẹp đẽ vào cuộc đời thì chúng ta phải còn phải thông minh trong phòng họp nữa. Đúng không? Phải vậy nữa và phải cháy bỏng trên phòng ngủ nữa. Không có giỡn đâu. Nó chơi với anh Duy là hướng tới sự hoàn chỉnh. Và cái video review sản phẩm đốt mỡ dạng bột tuyệt vời của hãng Rusby Quaralin sẽ được kết thúc ở đây. Trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học, màu phách huy hoàng bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kim cương. Em ơi em trong lá đỏ khoe sương, màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên, vẫn chờ cùng dòng điện phân cây nghiền mãi vững bền với liên kết thời gian. Trái tim anh sắt đá cũng hòa tan, tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim. Chất phóng xa đời anh chỉ có em mà thôi, mà đồng vì em quá nhiều bí mật. Thương nhau cùng có đi rồi lại mất, anh thân thờ trong khoảnh khắc vội.